Kính thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay thứ sáu ngày 15 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Bão số 10 tuy không đổ bộ trực tiếp vào Đà Nẵng, nhưng do có gió mạnh, sóng nước sông Hàn trào lên đã làm hư hỏng sạt lở nghiêm trọng vỉa hè trên đoạn đường Dư Huyệt, đoạn từ ngã ba Xuân Diệu đến mố cầu Thuận Phước thuộc quận Hải Châu. Sáng nay, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương có buổi làm việc với Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an thành phố để kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Mỹ và Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã phóng một tên lửa chưa xác định bay qua không phận đảo Hokkaido của Nhật Bản. Phía Mỹ cho rằng đây là một tên lửa tầm trung, song Nhật Bản cho rằng dựa trên tầm bắn, đây có thể là một tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, liên quan đến hướng đi chuyển của cơn bão số 10, thì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trưa nay thì bão số 10 đã đi vào khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Hồi 14 giờ chiều nay thì vị trí tâm bão số 10 đã ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 105,8 độ Kinh Đông trên khu vực biên giới Việt Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 và cấp 12. Sau đó bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 15 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 104,2 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 thì trong chiều và đêm nay, ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to. Ở Thanh Hóa, các tỉnh Nam Đồng Bằng, Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La, từ chiều nay đến hết ngày 16 tháng 9 có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ nay cho đến ngày 17 tháng 9 thì trên các sông từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện một đợt lũ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Do thời tiết xấu vì ảnh hưởng của bão số 10, nhiều hãng hàng không đã hủy các chuyến bay đi đến các tỉnh miền Trung. Và trong ngày hôm nay thì Vietnam Airlines đã tiếp tục hủy 13 chuyến trên các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi Huế, Đà Nẵng và ngược lại, hủy hai chuyến bay giữa Đà Nẵng và Đà Lạt. Hành trình trên các chuyến bay bị ảnh hưởng do bão sẽ được chuyển đổi miễn phí sang chuyến bay các ngày hôm sau. Hành khách có nhu cầu hoàn vé cũng được hoàn miễn phí. Thưa quý vị và các bạn, bão số 10 tuy không đổ bộ trực tiếp vào Đà Nẵng, nhưng trong sáng nay, ngày 15 tháng 9, do có gió mạnh, sóng nước sông Hằng trào lên đã làm hư hỏng sạt lở nghiêm trọng vỉa hè trên đoạn đường Như Nguyệt, đoạn từ ngã ba Xuân Diệu đến mố cầu Thuận Phước thuộc quận Hải Châu. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là hình ảnh một phần vỉa hè dọc tuyến đường Như Nguyệt, quận Hải Châu. Chỉ sau vài giờ sóng vỗ kèm theo mưa to, khu vực đơn vị thi công vừa lát gạch mới, chưa kịp bàn giao, đã bong tróc như thế này. Bây giờ mình nhìn qua thì mình thấy là coi như là các cái bề bê tông nó vỡ. Theo hồ sơ thiết kế và dự toán công trình cải tạo chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017, tuyến đường Như Nguyệt được cấp vốn sửa chữa hơn 1.700.000.000 đồng. Khởi công từ ngày 16 tháng 8, dự kiến đến cuối tháng 10 sẽ hoàn thành công trình. Không hiểu chất lượng thi công như thế nào mà mới chỉ qua vài cơn mưa to cộng với sóng đánh lên, vỉa hè đã như thế này. Thì thấy tôi cứ hàng ngày đi xe bữa này, tôi lượm bao nhiêu lần mấy người tưởng tôi bên công trình đô thị mà họ theo góp ý tôi là tại sao chị không phản ánh là công nhân họ có lấy nước sông là nước mặn lên để mà trộn bê tông. Thì tôi đến góp ý mấy thằng công nhân là mấy đứa không được lấy nước ở dưới lên, nhưng mà cãi chúng dám lấy nước ngọt. Như tôi kiểm tra chúng mày không có một cái thùng chứa nào để chứa nước ngọt cả, chúng mày nói là không có thùng chứa nước ngọt cả, chứng tỏ là chúng mày lấy nước biển lên.
Mà tới 3 hôm sau thì tôi mới chứng kiến bọn nó mang cái phì đến để đấy. Chứ còn mấy hôm trước là không có một cái dụng cụ để chỉ nó chứa nước ngọt cả. Nên đề nghị cơ quan chức năng giám sát để một cái công trình làm sao của thành phố là bỏ rất nhiều tiền. Mà để cứ để làm đi làm lại là rất tốn tiền của nhân dân. Nên đề lại làm được đắm. Mặc dù là sóng biển lên nhưng làm đó chất lượng tốt. Nên thì nó tồn tại thêm 5 tháng đó đấy. Vừa làm lại một trận mưa, trận bão nhỏ nhỏ nó trôi hết rồi. Để các công trình phục vụ dân sinh nói chung và vỉa hè nói riêng được đảm bảo chất lượng, tránh gây nghi ngờ trong dư luận, người dân cũng cho rằng các cơ quan chức năng của thành phố cần tăng cường giám sát trong quá trình thi công để các công trình công cộng đạt hiệu quả như mong muốn và tránh thất thoát lãng phí. Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận của phóng viên thì thị trường hàng hóa thiết yếu tại Đà Nẵng không biến động trước thông tin bão số 10 đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của bão số 10, Đà Nẵng hai ngày qua mưa lớn, người trồng rau tranh thủ thu hoạch nên lượng rau xanh ra chợ hôm qua và sáng nay nhiều hơn mọi ngày. Trong khi lượng người đi chợ không tăng nên giá của nhiều loại rau củ giảm. Không có khi mà đét hết, có khi rẻ hơn nữa. Là ngay trời sắp mưa bão họ nhổ rất là nhiều. Đồ quê họ là bình thường, không có chi lai hết. Đồ Đà Lạt, đồ dưa leo, bất cứ đồ ở quê là bình thường, không có chi mà lai. Trong khi đó, do có nhiều tàu về bờ tránh bão nên hải sản về chợ cũng nhiều, giá ổn định. Theo các tiểu thương, hải sản về chợ sẽ còn phong phú, giá cả ổn định ít nhất 3 ngày nữa. Sau đó có thể tăng, nhưng mức tăng nhiều hay ít còn phụ thuộc vào sức mua của thị trường. Thì nói chung là bổ vô thì có gì thì cũng hơi nhiều hơn mấy chiếc, nhưng mà hàng hóa thì bán bình thường chứ không có cô. Ngoài ra, các mặt hàng như thịt gà, thịt heo, trứng vẫn giữ giá ổn định. Cụ thể, sườn ngon có giá 100.000 đồng kg, thịt heo ba chỉ loại ngon 90.000 đồng kg, thịt nạc thăn 90.000 đồng kg, trứng vịt 35.000 đồng một chục, trứng gà công nghiệp 25-30.000 đồng một chục. Theo chị 20 ngày nay bình thường, đồ chờ cũng nhiều, cá rồi tất cả cái gì cũng nhiều, chị cũng dự trữ gì cả bình thường. Nhiều người tiêu dùng lo ngại, thời tiết mưa bão cộng thêm giá xăng liên tục tăng có thể kéo theo tăng giá nhiều mặt hàng tiêu dùng, trong đó có thực phẩm rau xanh. Tuy nhiên, không như dự đoán, hôm nay giá rau củ quả và thực phẩm tươi sống vẫn giữ giá ổn định với nhiều mặt hàng phong phú cho người tiêu dùng lựa chọn. Sở Công Thương Đà Nẵng cho hay đã làm việc với các đơn vị sản xuất kinh doanh các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố, vận động các doanh nghiệp đăng ký tham gia dự trữ với tổng giá trị hàng hóa lên đến hơn 56 tỷ 280 triệu đồng. Hiện các siêu thị lớn trên địa bàn đã có kế hoạch dự trữ trên gần 141.000 thùng mì ăn liền, 195 tấn gạo, nếp các loại, 24.300 thùng nước đóng chai và 390 tấn các mặt hàng lương thực thực phẩm khác. Sở cũng đã nhận được cam kết dự trữ các mặt hàng thiết yếu của 5 doanh nghiệp trên, gồm mì ăn liền, gạo các loại, nước uống đóng chai và các mặt hàng khác, tổng giá trị gần 45 tỷ đồng. Riêng với gạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng cấp phối 1.000 tấn gạo khi có thiên tai xảy ra. Xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương do Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an thành phố để kiểm tra đôn đốc nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, thời gian qua các cơ quan tư pháp trên địa bàn thành phố tiếp tục bám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Đại diện lãnh đạo các đơn vị đã kiến nghị đề xuất chính phủ một số vấn đề như sớm bổ sung danh mục tiền chất một số dạng ma túy mới, xây dựng quy chế phối hợp về hoạt động giám định tư pháp để giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để công tác giám định tư pháp được tiến hành nhanh chóng có chất lượng, đẩy mạnh hoạt động đa phương về hợp tác pháp luật và tương trợ tư pháp. Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ toàn ngành tòa án cấp để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị, sáng nay báo Đà Nẵng tổ chức hội thảo vai trò báo chí trong quy hoạch phát triển đô thị với sự tham gia của hơn 20 cơ quan báo chí trên toàn quốc.
Dự hội thảo có ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Đặng Việt Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Hội thảo tập trung chia sẻ những vấn đề về quy hoạch đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, giải quyết bài toán về ùn tắc giao thông, phát triển vận tải công cộng. Hội thảo cũng cho rằng báo chí còn là kênh thông tin phản biện có hiệu quả trong quá trình thực hiện quy hoạch và đầu tư phát triển đô thị, khơi gợi và phát triển các ý tưởng, đồ án, định hướng tầm nhìn xa, góp phần cùng hệ thống chính trị, cơ quan chức năng thực hiện tốt hơn nữa quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững. Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí nhấn mạnh, thành phố luôn trân trọng và phát huy vai trò của các cơ quan báo chí. Báo chí luôn đồng hành và hỗ trợ đắc lực cho công việc xây dựng, phát triển công tác quy hoạch thành phố. Hoạt động báo chí đã góp phần quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành quy hoạch phát triển đô thị thông qua việc phản biện, đóng góp ý kiến tích cực và đầy trách nhiệm. Đồng thời mong muốn các nhà báo, nhà khoa học góp ý thẳng thắn, chân thành, cởi mở, tâm huyết, trách nhiệm, chia sẻ những bài học kinh nghiệm cũng như khơi gợi những giải pháp nhằm phát huy vai trò của báo chí trong quy hoạch phát triển đô thị trong thời gian đến. Sáng nay tại Công ty Cao su Đà Nẵng đã diễn ra chương trình diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố năm 2017. Chương trình do Sở Công Thương phối hợp cùng với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công ty Cao su Đà Nẵng cùng nhiều đơn vị liên quan thực hiện. Tình huống giả định là sự cố cháy tại kho hóa chất của Công ty Cao su Đà Nẵng. Sau khi sự cố xảy ra, công ty đã thực hiện phương án ứng phó tại chỗ. Sau đó nhận thấy sự cố vượt khỏi khả năng kiểm soát, đơn vị đã điện báo 114, lực lượng cấp cứu 115. Cảnh sát 114 cử người tiếp cận hiện trường, đồng thời thông báo cho Sở Công Thương thành phố. Sở Công Thương xác nhận thông tin và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xin ý kiến cho vận hành cơ chế phối hợp trong việc ứng phó với sự cố hóa chất, đồng thời thông tin cho các cơ quan liên quan để huy động lực lượng phương tiện thiết bị triển khai kế hoạch ứng phó. Sáng nay, Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng cho hay vừa cấp cứu 9 du khách bị ngộ độc thực phẩm. Trước đó thì vào tối qua, Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng đã tiếp nhận 9 du khách cùng một đoàn của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Và nhóm du khách này đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng buồn nôn, đau bụng. Nhờ chăm sóc tích cực thì 8 bệnh nhân đã được xuất viện ngay trong đêm 14 tháng 9. Hiện tại còn một bệnh nhân đang nhập viện điều trị ở khoa nội vì tình trạng nặng hơn. Dự kiến nếu bệnh trạng diễn biến tốt thì bệnh nhân này sẽ xuất viện vào chiều nay 15 tháng 9. Một du khách cho hay thì vào trưa ngày hôm qua, đoàn dùng buffet tại nhà hàng một khu du lịch trên địa bàn của xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Đến chiều tối thì nhiều người có triệu chứng đau bụng. Do buffet có nhiều món và thành viên trong đoàn thì mỗi người lựa chọn những món ăn khác nhau nên khó xác định món ăn gây ngộ độc. Họ chỉ có thể nghi vấn là do rau xanh và xúc xích. Ngoài 9 người đau nặng thì phải nhập viện, có 7 người khác bị đau bụng nhưng đã tự mua thuốc uống và tình trạng ổn định nên không nhập viện. Liên quan đến công tác lễ tân và hậu cần, hiện Sở Ngoại vụ đang tiếp tục triển khai đề án lễ tân phù hợp, bảo đảm chất lượng các dịch vụ phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017 và các hoạt động quan trọng tại Đà Nẵng trong khuôn khổ năm APEC Việt Nam 2017. Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cũng đang gấp rút triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ liên lạc viên, tình nguyện viên có chất lượng, đảm bảo phục vụ hiệu quả các hoạt động liên quan tại Đà Nẵng. Mới đây, tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tuần lễ cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đã đề nghị Sở Ngoại vụ cần tập trung toàn lực cho công tác lễ tân, hậu cần, ngoại giao, phục vụ sự kiện, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố. Liên quan đến công tác y tế sẵn sàng phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng, lãnh đạo ngành y tế địa phương cho biết đã hoàn tất phương án phục vụ APEC, đồng thời có phương án phân bổ nhân lực trực cấp cứu, kiểm soát vệ sinh phòng dịch, an toàn thực phẩm tại 4 bệnh viện lớn là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàng Mỹ, Bệnh viện Gia Đình và Bệnh viện Vinmec. Và hiện thì cả 4 bệnh viện hạng ưu này đều đã quy hoạch cơ số giường để phục vụ các vaccine về y tế. Riêng tại Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã đề xuất khu vực riêng, thiết kế đường riêng để vận chuyển và phục vụ bệnh nhân khi cần.
Điện lực Đà Nẵng cho biết để phục vụ diễn tập sự cố, xử lý sự cố mất điện diện rộng trên địa bàn của thành phố Đà Nẵng, phục vụ cho tuần lễ cấp cao APEC 2017, thì đơn vị sẽ tạm ngừng cấp điện một số khu vực trong ngày 17 tháng 9 tới, tập trung ở các quận của Hải Sơn, Sơn Trà, Hải Châu, Cẩm Lệ. Thời gian tạm ngừng cấp điện dự kiến là từ ngày 3 tháng 7 cho đến ngày 17 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị thành phố trước thềm tuần lễ cấp cao APEC đang đến gần, cùng với việc cải tạo các lô đất trống thì việc sắp xếp chỉnh trang lại các thông tin treo sai quy định trên các cột điện cũng đang được lực lượng chức năng thành phố quan tâm xử lý. Mặc dù đã có quy định cụ thể, thế nhưng hiện nay nhiều nhà mạng vẫn cố tình đấu nối thêm các thông tin trên các cột điện tại khu dân cư. Điều này vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Vì vậy, trong tháng cao điểm ra quân xử lý vừa qua, Điện lực Đà Nẵng đã huy động sự tham gia của chính các nhà mạng. Trong cái thời gian vừa qua thì mỗi tháng thì trung bình là Điện lực phát hiện và xử lý là khoảng 5 cái trường hợp và treo cáp mà không có giấy phép. Thì sau khi mà phát hiện thì thường là Điện lực sẽ là lập biên bản, yêu cầu thu hồi và gửi cái báo cáo về công ty cũng như là Sở Công Thương. Thì Sở Thông tin Truyền thông thì người ta cũng sẽ cho người qua phối hợp để mà thu gom rồi có cái biện pháp xử lý hành chính đối với lại các cái đơn vị treo cáp viễn thông mà không có phép. Tính đến hết tháng 8 năm nay, đã có 1.700 cột điện được Điện lực Đà Nẵng sắp xếp lại cáp thông tin với chiều dài khoảng 60,5 km. Thế nhưng, trước thực trạng tái phạm liên tục của một số đơn vị, khiến việc này cũng chỉ mang tính tạm thời. Trước đây thì trong thời gian dài thì cái việc mà quản lý cáp này là không rõ ràng, tức là doanh nghiệp phải tự kéo. Tuy nhiên khi Sở Thông tin Truyền thông được thành lập thì Sở Thông tin Truyền thông cũng đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố là ban hành các cái quyết định về quy định quản lý cáp cũng như là sắp xếp các cáp liên trụ. Thì với cái nỗ lực của Điện lực Đà Nẵng thì trong thời gian qua là rất là nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố được sắp xếp. Tôi đồng tình và phải báo cáo các nhà chức năng và báo cáo cho phường và các đơn vị để họ quản lý và xử lý và nhắc những cái tình trạng này, không thể là tới diễn được, nó thêm phiền hà. Thí dụ là ông điện lực ổng dọn rồi thì ông cóp treo rồi ông cóp quan cóp điện thoại là ông bu tiếp vô nó tự ổng bu thì ổng cũng đập rình ổng bu đó, thì nhân dân chúng tôi sẽ báo cáo về các chức năng thẩm quyền. Ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các đơn vị chức năng, song người dân Đà Nẵng vẫn mong muốn có giải pháp quyết liệt để giải quyết dứt điểm tình trạng này. Có như vậy, mỹ quan đô thị thành phố mới đảm bảo, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng trong mắt bạn bè quốc tế. Như thông tin chúng tôi đã đưa thì vào sáng nay theo giờ Hà Nội, Triều Tiên lại tiếp tục phóng tên lửa. Theo thông tin mới nhất, quân đội Mỹ vừa xác nhận đây là một quả tên lửa đạn đạo tầm trung, song không đe dọa đến đảo Guam của nước này trên Thái Bình Dương. Trong khi đó, thì Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho rằng dựa trên tầm bắn từ tên lửa này là một tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM. Và ngay sau khi vụ phóng thì cộng đồng quốc tế đã phát đi một loạt các động thái phản ứng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã thông báo triệu tập một cuộc họp khẩn trong ngày hôm nay, trong khi Mỹ và các nước trong khu vực đồng loạt lên án mạnh mẽ vụ phóng này, coi đây là hành động khiêu khích, nghiêm trọng, đe dọa hòa bình và an ninh của quốc tế. Từ Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, khẳng định hành động này sẽ chỉ dẫn đến một tương lai cô lập về ngoại giao và kinh tế cho Bình Nhưỡng. Ông Moon Jae-in cũng chỉ đạo các quan chức quốc phòng và an ninh theo dõi chặt chẽ các động thái tiếp theo của Triều Tiên, đặc biệt là nguy cơ nước này tiến hành một vụ thử bom nhiệt hạch mới. Từ Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố nước này sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động mà ông gọi là khiêu khích, đe dọa hòa bình thế giới của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Nhật Bản khẳng định Tokyo có thể không bao giờ tha thứ việc Triều Tiên coi thường các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Ông Abe cảnh báo nếu tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân về tên lửa, Triều Tiên sẽ không có tương lai tươi sáng. Tại Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho hay giới chức cấp cao nước này đã tiến hành nhiều cuộc điện đàm nội bộ để phối hợp hành động sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Hiện theo đề nghị của Mỹ và Nhật Bản, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tiến hành một cuộc họp khẩn vào lúc 2 giờ sáng mai, 16 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Mỹ sẽ là một đồng minh vững vàng của Anh trong quá trình Anh rời khỏi Liên minh châu EU, hay còn gọi là Brexit. Và đây là một tuyên bố mới được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Anh lần thứ hai kể từ khi nhậm chức.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại thủ đô London với người đồng cấp nước chủ nhà Boris Johnson, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã nhấn mạnh Anh là người bạn đáng tin cậy của Mỹ và Mỹ sẽ ở bên cạnh Anh trong quá trình Brexit. Trong bối cảnh Brexit đem đến những thách thức đặc biệt cho người dân Anh, hãy nhớ rằng các bạn có một đồng minh vững chắc là Mỹ và chúng tôi sẽ sát cánh cùng đồng minh của mình khi tiến trình Brexit được định hình. Chúng tôi mong muốn tiếp tục mối quan hệ lâu dài này. Bên cạnh đó, hai nhà ngoại giao cũng cho biết hai bên đã thảo luận về một loạt các vấn đề nóng trong khu vực và thế giới hiện nay như tình hình Iran, Libya, khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên hay ảnh hưởng của siêu bão Irma và các nước khu vực Caribe. Thưa quý vị, liên quan đến chính trường Brazil, Tổng thống Michel Temer lại phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng mới khi trưởng công tố nước này ngày hôm qua đã cáo buộc ông cản trở công lý và đứng đầu một nhóm quan chức tham nhũng. Như vậy, đây là lần thứ hai trong năm nay Tổng thống Temer bị cáo buộc các tội danh tương tự. Theo thông báo từ văn phòng trưởng công tố Brazil Rodrigo Janot, Tổng thống Temer bị cáo buộc cùng một nhóm 6 quan chức cấp cao khác đã nhận 190 triệu đô la Mỹ tiền hoa hồng từ các công ty như tập đoàn dầu khí Petrobras để đổi lấy các dự án công. Vụ việc này được cho là diễn ra từ tháng 5 năm 2016, thời điểm ông Temer mới nhậm chức tổng thống. Về phần mình, Tổng thống Temer đã gọi những lời cáo buộc này là vô lý và cáo buộc phía cơ quan công tố làm việc thiếu trách nhiệm để che giấu những sai lầm. Phần cuối chương trình là một số tin khoa học công nghệ thế giới nổi bật. Lilium Aviation, công ty sản xuất máy bay của Đức và công bố thử nghiệm thành công mẫu taxi bay chạy hoàn toàn bằng điện Lilium Jet. Lilium Jet được thiết kế với hai chỗ ngồi chạy hoàn toàn bằng điện. Nó có thể bay quãng đường 300 km cho một lần sạc đầy và vận tốc có thể đạt 300 km một giờ. Hãng này cũng cho biết là sẽ thiết kế thêm các nguyên mẫu taxi bay Lilium Jet lớn hơn với 5 chỗ ngồi. Chiếc taxi bay này sẽ chính thức hoạt động vào năm sau. Công ty BlushEase của Nhật Bản vừa phát triển thành công một loại trồng rau giúp nông dân tiết kiệm thời gian và công sức lao động, đồng thời tăng năng suất cây trồng. Khay giấy giống như tổ ong dùng để ươm hạt giống. Chỉ cần lấp đầy đất vào khay, sau đó dùng một tấm nhựa chuyên dụng để gieo hạt giống vào các lỗ tổ ong nhỏ trên khay. Cây giống sẽ phát triển ngay trên khay và sẵn sàng đem trồng sau thời gian ngắn. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.